Rồi miếng đất của mình ngay chỗ này ha. Thang nó lộ giới 5 mét nè. Đường đất 3 mét 7 nè. Đường bên đây 3 mét nè. Đó. Rồi quy hoạch của đất mình đây. Miếng đất này nó nằm tại vị trí này. Quy hoạch của nó là ONT, đất thổ cư ha. Đường xá mất hết rồi. Lý do tại sao? Thấy cái ranh không? Ranh nè. Đó. Ranh hơi bị to. Nên kéo dài lên đây, nên kéo dài xuống đây, nên kéo vô miếng đất mình. À, miếng đất mình nằm trong cái ranh này. Coi rồi ranh gì đây? Khu dân cư đô thị. À, khu dân cư đô thị nghĩa là gì? Thôi để che lại. Khu dân cư đô thị của công ty. Đó, dính rồi, dính rồi. Nói chứ khu này nó dính vào khoảng 2.000 mấy hecta đó, 2.000 mấy hecta trong đây nè. Cho nên là Đức Hòa cẩn thận ha, gần như không mất hết đường xá nè, đường xá vô đâu còn đâu, không đặc điểm nhận dạng đó mất hết rồi.